Bữa nay là thức xuyên nguyên đêm để mà săn cái dứa nha. Mồi là bằng biển nha. Đó, tàu si đàng hoàng. Giờ anh Nghĩa đang sửa máy để mà chở đi câu cả nha. Ai có đi câu thì liên hệ với lại anh Nghĩa nha. Liên hệ số điện thoại Đạt đặt cho số thoại anh Nghĩa. Nay câu 6 cần. Thử người đã chín cá quay về nhà xem. Đây là giờ chiều lắm rồi. Câu tới siêu xuyên đêm nha, 5 giờ rồi. Mà giật chứ thách lầu lên cá út cái nhà ơi con, anh Nghĩa làm được con tại đây nè. Hôm nay Đạt sẽ quay lại đây tiếp tục săn cá dứa với anh Nghĩa. Hy vọng là bữa nay sẽ được một con nữa giống như hôm qua cho nhà xem ha. Hôm qua anh Nghĩa đi được hai con, được một con đã lắm. À, Đạt không có đi. Đó, nay Đạt sẽ đi. À, nãy giờ cũng được mấy cá út rồi, để đó rồi cả nhà.
Ủa sao cái la này anh ạ? Sao cái la này không dục? Ủa cái la này dục cái nữa nó ngon không? Chắc là nó dạt ra hả? Nó bự nữa hả? Con này nửa ký lô nha, thật sự luôn. Con mà nổi là câu cá út ở đó không á, nó ớt ăn lắm nhưng mà câu rồi nó ớt ăn nhưng mà dính là cút nửa ký lô con. Chừng chì không? Thôi ngát. Ngát thì dưới rồi quay không biết ta. Nhìn. Nó gặt không? Ngát thôi. Ôi còn ngát. Hồn nha. Rồi, đó ngay cái. Tưa kìa thôi. Gỡ, trồng thôi nha. Rồi đó đây. Rồi. Rồi. Nhé. Làm mất hồn anh nghe. Xong rồi cái cây kia dướng cái hào cái gì dạt vô đó. Không. Nó không ăn nữa không đóng lên cái. Cái gì vậy hả? Nó lẩm mồi gì vậy? Em vô luôn, tư thế này là tư thế thay mồi. Sáng luôn cả nhà, hai anh em thức nguyên một đêm luôn. Chưa có gì ăn luôn. Chưa có con gì luôn, chưa có cái dứa luôn, chứ có út cái cá ngát thì có rồi. Thôi lên đi anh ơi. Lòi khúc. À trời nó lòi khúc luôn ha. Cái rồi. Nặng nặng ơi. Rồi cả nhà ơi, thì bao cá cả nhà ơi. Sao sáng à, hừng đông luôn rồi. Cá này nó ăn nè, gì á? Gì á? Có đâu mà làm ghê vậy? Làm gì mặt cá? Rồi hành động luôn rồi, trời hừng đông sáng luôn rồi. Khát nước quá. Hả? Cá chép hả? Kéo cận gì ghê vậy? Ôi. Nhà xe mốt nè. Trời ơi. Trời ơi. Gì đâu mà cái bệnh chứ. Giờ lấy cái gì? Lấy cái gì đo nữa nè. Thôi cũng cần nữa. Ra ngoài. Ra ngoài hả? Ủa cái bụng nè cả nhà. Mày cái cha cái đồ đếm vậy chứ. Cái chén về đây nè. Chén ở cái đầu luôn. Cái út nha. Rồi, báo cá luôn cả nhà ơi. Nói chung là 12 giờ hôm qua là 2 giờ chiều hôm qua. 2 giờ chiều hôm qua câu tới 10 giờ sáng. Mấy giờ? Câu tới 9 giờ nha.
Nói chung là 2 ngày đêm á, được nhiêu cá út nè, như 2 cá ngát, 2 cá ngát rộng rồi cả nhà. Đi săn cá dứa mà không có, có nhiêu cá út rồi nè. Ôi nhà thấy đã không? Nhà đặt mần bỏ tủ lạnh ha. Có vậy? À, hôm qua mà. Rồi, bây giờ đặt sẽ mần mới cá út này cả nhà. Út nào nó mập mập không? Đã quá. Đây nè, con này nửa cái lô á, quá bự ha. Nó còn chua, còn sống sống nè. Sống vậy vậy chạch 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 luôn. Ủa, phê chưa, phê chưa. Này nó còn chua lá me là thầy chua luôn nha cả nhà.